Đồ á, 10 điểm cho pha xử lý của Lissandra. Trời ơi. Khúc cuối tôi nhắn nằm ngoài dự tính nha. Mở mở ngoặc kép, dự tính đóng ngoặc kép. Ai cũng cười hết trơn. Xong chị và chị của nó thua. Cái listen ra đó nó xử lý cái đô nằm trong dự tính. Đồ ấy coi mắc cười sợ. Thôi, cảm ơn mọi người xem video nha. Tí nữa mình sau tem ba chị em chơi chung to hai chị và hàng gà nhất toàn server. Lý do mình không lên búa rìu mấy cái đồ, lẽ ra là mình phải lên búa rìu ấy. Nhưng mà tem không có tăng các bạn, tem không có tăng nên là mình sẽ ưu tiên mình lên tăng. Mình không cần thiết mình phải lên khi băng đâu. Tôi lên khi băng bởi vì hai tướng này nó đánh chí mạng các bạn. Tôi đánh vào nó đánh vào mấy con tướng khác tôi hồi lại máu ấy, nó cũng tiện, nó cũng không có khô gì tiên băng. Món cuối để tôi suy nghĩ coi. Cái món cuối là cái gì đó. À đồ. Thôi được rồi, món cuối mình mình lên đại mọi người, mình không biết nữa.